dừa lên bay cao những ước mơ. Ngọt ngào thì thầm lại một ngày qua trôi đi xóa nắng tàn. Nắng cứ nắng có biết trước ngày vui, mưa mau đứng ra ta là cùng nhau. Ôi bao tân thương nơi đau giờ về quanh đây theo gió âm non. Đi, bước đi lên đèo, núi non trèo leo, suối bơi chân lội, ca tung tăng vần quanh, mắt xanh mây trời, cất câu ca thành hơi, nói sao nên lời, đến giờ thì chỉ muốn cười. Quái thiệt, sếp hoài không ngay là sao? Mấy đứa nhỏ này sung sướng thiệt. Tụi nhà giàu rửng mỡ. Sao con nói như vậy? Chứ cô không thấy sao? Thừa tiền đi chơi, một phòng nam rồi một phòng nữ nữa. Nhưng mà tụi nó đâu có ở chung phòng đâu con. Trời, hỏng cứ người lớn đi, ai mà biết hả cô? Con đừng có nói xấu cho người khác. Tụi nhà giàu nó hư hỏng lắm. Thôi, con làm việc đi. Nói xấu người ta mà không hiểu biết gì về người ta hết, làm có tốt đâu con. Bài tập gì hả anh? Yoga hả anh? Thiền nữa hả anh? Không, hôm nay mình không tập thiền mà là tập nhảy múa. Nhảy múa? Ừ. Oh my god. Trời đất, nhảy múa để làm gì hả anh? Nhảy múa để rèn luyện sức khỏe. Chính xác là anh sẽ cho các em tập aerobic trên nền nhạc sôi động. Về nhà các em có thể tập tiếp nếu các em muốn. Em có thể không tập được không anh? Tụi em chọn thôi, nhưng anh tin là em sẽ thích. If I don't like, belong to you. Ủa, bữa nay anh Trung cũng nói tiếng Anh nữa hả? Tưởng anh không biết sao? Kể từ đây á, Nam không được phép nói tiếng Anh nữa. Nếu em vi phạm á, anh sẽ phạt em đó. Why? Đó, em lại nói tiếng Anh nữa rồi. Em có thấy là mình quá khác so với các bạn hay không? Em không thấy vậy. Đó là cách của em. Nếu anh và các bạn thấy phiền thì... Đúng, đâu có phiền đâu, mà là... Quá phiền. Bây giờ các em làm theo anh nha. Mình tập động tác trước, rồi sau đó ráp bài, tập từ chậm đến nhanh. Các em để ý nha, anh sẽ làm chậm trước, sau đó thì từ từ anh sẽ tăng nhanh lên. Nhìn anh nè, trong hai tay lên không? Vị chân phải xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, các em nhớ chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. Nam, sao em không tập? Tại em không thích. Được rồi, nếu em không thích, em có thể đi ra bãi biển dạo. Xong bài tập, anh sẽ kêu em vô. Ok, thank you anh. See you later. Anh Trung, em cũng có ý kiến.
Em nói gì? Em có ý kiến. Em cũng không thích học cái này. Nó không có hợp với em. Em cũng không thích học hả? Dạ. Vậy em nghỉ luôn đi. Còn em muốn nghỉ nữa không? Con nói giùm em đi, em không thích tập. Dạ, em có ý kiến. Em cũng không muốn học nữa hả? Dạ, em không có. Nhưng mà bạn An không thích. Thôi được, An nghỉ đi. Sao em không về phòng hay ra bãi biển dạo đi? Em đến đây xem các bạn. Tôi không dạy cho người khác xem. Dạ, thôi, thưa anh em đi. Thôi, các em tập lại nha. Ai không thích, có thể nghỉ. 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Mấy đứa này nó bề bộn quá. Ở trong khách sạn mà tưởng như ở nhà vậy đó. Thôi mà con, kệ họ. Họ bỏ tiền ra là họ được quyền mà. Trời, cô tưởng họ bỏ tiền ra là họ có quyền hả? Xả rác tùm lum tùm la. Ăn ở cũng phải có văn minh chứ cô. Con thành bà già khó chịu từ lúc nào vậy? Ế đó nghe con. Con mà ế. Con mà ế hả? Thì mấy đứa trong phòng này nó ế hết luôn. Ở dơ như quỷ vậy á. Ý trời, cô ơi, cái dòng đẹp quá à. Cái gì vậy? Đừng có nghịch đồ của khách. Khách mà mét quản lý là con bị đuổi việc đó. Thôi, con chơi chút đi. Lát nữa con trả, đâu có sao đâu. Thôi, con đừng có làm như vậy. Con chơi chút đi. Đừng có làm như vậy. Làm như vậy là phạm quy định, con có biết không? Con có nghe lời cô không vậy? Cô đừng có lớn tiếng nữa, con xin lỗi cô. Cô ơi, cho con đeo thử cái vòng ngọc trai này một lần thôi nha. Ừ, nhanh đi. Tại sao lại bắt mình học aerobic chứ? Chán muốn chết à. Mình làm vậy có đúng không? Ê, bộ đang suy nghĩ gì đó? Think about him. À quên, đang suy nghĩ gì anh ta? Thôi, quen nói tiếng Anh rồi thì cứ nói đi. Nhưng mà lỡ tôi không hiểu thì đáng chịu nha. Công nhận you funny thiệt. Rất suốt ngày. Công nhận bộ bị bệnh nghiện tiếng Anh thiệt á. Nói tiếng Anh suốt ngày. Ủa, mà you cũng không thích aerobic hả? Chứ sao, anh hùng thì người ta dùng đầu óc chứ ai lại dùng tay chân. Hình như là you mê cái game võ lâm gì đó đó phải không? Sao không biết? Sao không biết được? Đêm nào vô cũng mơ kêu la ôm sòm. Ừ, mà không biết sao anh Trung bắt mình tập mấy cái đó ha. Mấy cái đó dành cho con gái mà. Thôi đi ra kia đi. Được rồi, các em nghỉ tại đây. Quân, ủa sao em chưa đi đi? Anh buồn phải không? Buồn gì đâu em. Anh đừng có xạo, em biết là anh buồn mà. Hồi đó em đi tập văn nghệ á, cô phụ trách em cũng buồn y chang anh vậy á. Em uống nước đi.
Dạ, cảm ơn anh. Mà anh cũng đừng có buồn nha. Mấy bạn nó không thích là tại mấy bạn nó không thích, chứ không phải là tại môn aerobic dở đâu. Cảm ơn em nha. Dạ. Nhưng mà em cũng nói thật, em cũng không thích nữa. Em cũng không thích. Dạ. Nhưng mà anh cũng đừng có buồn em nha. Ủa, cô đang dọn phòng hả? Xong rồi đó cháu, cháu vào đi. Dạ. Vui có thấy là người lớn rất hay áp đặt tụi mình không? Stress của tụi mình á là do ba mẹ mình gây ra đó. Đúng rồi, ba mẹ tôi đó lúc nào cũng bắt tôi đi thi đậu đại học hết đó. Ba mẹ thế này thế nọ không à. Daddy của tôi á cũng vậy. Còn mommy á thì suốt ngày ra rã học hành ăn uống này nọ, nhức đầu lắm. Tôi á chỉ thích chơi game thôi à. Lớn lên tôi sẽ là lập trình viên hay nhất thế giới. Wow. Còn tôi á thì mơ ước trở thành một nhà hóa học. Nhưng mà daddy của tôi á lúc nào cũng muốn tôi trở thành một nhà ngoại giao như ông ấy. Chán quá. Tụi mình thật là khổ sở. À. Thôi đi. Con chuẩn bị nấu nước, chia trà cho từng phòng rồi mang lên. Khách và họ khó tính lắm đó. Dạ. Mai mốt á, con không có được phép làm như vừa rồi nữa đâu nha. Giám đốc mà biết á là con bị đuổi việc mà cô cũng bị đuổi việc nữa đó. Dạ, con xin lỗi cô. Ý trời, gì vậy con? Dạ, dạ không có gì đâu cô. Hôm nay các em sẽ học kỹ năng an toàn dưới nước và sơ cấp cứu khi gặp tai nạn dưới nước. Anh hy vọng là các em sẽ thích phần này. Em cũng hy vọng như vậy đó. Mà dù không thích thì cũng phải học. Bây giờ tập trung, các em rõ chưa? Dạ rõ. Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm số trẻ tử vong do tai nạn đường sông rất là cao. Nguyên nhân gây nên thường là do các em sống ở môi trường không an toàn và nhận thức của các bậc phụ huynh còn rất nhiều hạn chế. Nhưng nhà của em không có sát kênh rạch. Thôi đủ rồi, bạn im giùm cái được không? Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn các quy tắc an toàn trước, sau đó sẽ hướng dẫn các em tập sơ cứu và cuối cùng là tập bơi. Sao, các em có đồng ý không? Nếu đồng ý thì vỗ tay. Trước khi xuống á, người lớn phải bơi trước để kiểm tra xem mọi thứ an toàn không. Chúng ta luôn cần chú ý đến các bản quy định về an toàn. Cho dù là nhân viên cứu hộ có ở đó thì bạn cũng nên luôn là lưu tâm xem mình đang ở khoảng cách nào ở hồ bơi để được an toàn. Tuyệt đối không được đùa giỡn quá đáng rồi quên hẳn độ an toàn đã quy định, nhất là khi bạn chưa biết bơi. Nếu mình chưa biết bơi thì sao anh? Nếu mình chưa biết bơi thì mình ở trên bờ hoặc là xuống ngang bụng thôi. Các em tập trung đi. Đi trên biển á, nếu muốn an toàn thì các em phải đi giày sandal để tránh là phải đạp những vật bén nhọn. Và một khi xuống nước rồi phải biết vị trí của đội cứu hộ hoặc nhân viên cứu hộ ở trên bờ, và phải tìm hiểu thời điểm nước ròng và nước lớn để đảm bảo an toàn khi bơi ở sông rạch. Nếu như không biết bơi á, các em phải lưu ý khi sử dụng bè phao vì dễ bị ra ngoài khu vực kiểm soát và dễ bị nước cuốn rất xa. Như vậy cả phao cũng không an toàn. Nhưng những người như Chi á, không cần phao cũng nổi được. Bạn nói cái gì? Tôi khen bạn bơi giỏi thôi mà. Cái đồ. Các em tập trung có được không? 16, 17 tuổi rồi mà như con nít lớp 1 vậy.
Đợi nó nặng mới nghe hả? Chờ nó nặng mới nghe. Bây giờ anh nói tiếp. Muốn an toàn dưới nắng hè thì phải lưu ý. Da người ta có thể bị bỏng vì ánh nắng chói chang chỉ sau 10 phút. Và do đó, các em cần phải thoa kem chống nắng từ 15 đến 30 phút trước khi ra nắng. Thoa kem chống nắng? Ừ, kem chống nắng. Ơi, xin lỗi anh, em không phải là phụ nữ. Đừng có ngốc như vậy. Kem chống nắng á là dành cho mọi người. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các em những nguyên tắc và cách sơ cấp cứu khi bị ngạt nước. Anh có thể dạy bơi trước không? Ở đây mình toàn học lý thuyết không à. Cũng được. Các em khác có ý kiến gì không? Dạ có, mình dạy cấp cứu trước đi anh. Vậy còn Quân? Em hả? Ừ. Em sao cũng được hết. Chi? Em thích học cấp cứu trước. Ừ. Còn An thì sao? Dạ em sao cũng được hết. Mr. Nam, Du có ý kiến gì không? Lady First, tôi ủng hộ anh. Tôi định làm vô duyên. Cho 10 bộ đồ bơi đi bà chủ. Trời ơi, vậy mà em tưởng. Em tưởng ai? Sao anh tới đây? Lâu lâu nhớ bà chủ tới thăm không được sao? Nói vậy không sợ có buồn hả? Anh nói đùa thôi. Anh tới đây để hỏi thăm tin tức của thằng Quân. Anh gọi điện thoại cho nó cũng được mà, đâu cần phải tới đây. Ủa, người yêu anh đâu? Cô đi thăm mấy chuyện ở bên kia kìa. Thì ra là vậy. Nghĩ cũng buồn. Nhưng thôi, chuyện cũ mình bỏ qua. Con sao rồi em? Anh Trung vẫn gọi điện thoại về đều đặn. Nó khỏe và vui lắm. Vậy à? Nhưng mà anh thấy lo lo làm sao á. Anh lo cái gì? Nó bị nghiện. Mà chỗ nó đi chơi thì lại có nhiều nước. Anh sợ nó bị bạn bè phát hiện rồi người ta xa lánh nó. Chắc không sao đâu anh, nó hết nghiện rồi mà. Nói vậy thôi chứ. Mà sao anh không kêu cổ xin con luôn đi? Cổ không thích. Vậy mà. Thôi, anh đi nha. Nếu có tin tức gì của thằng Quân thì gọi điện cho anh biết. Đừng quên, nó cũng là con của anh đó. Em nhớ mà. Anh à, cảm ơn em. Chuyện gì? Bởi vì lần này em tiếp anh rất tử tế. Anh đi ha. Ừ. Thôi con về với mẹ đi. Nhưng chưa có hết giờ làm mà cô. Con làm chui mà, không có cần đúng giờ đâu. Hết giờ là về thôi. Con làm chui nhưng mà giám đốc vẫn biết mà. Đúng rồi. Nhưng mà con không có hợp đồng lao động, không có bị ràng buộc. Đừng có lì nữa, đi về đi. Dạ. Dạ thưa cô, con về. Mấy cái chìa khóa phòng con để đâu rồi? Dạ con để trong phòng thay đồ đó. Thưa cô, con về. Ừ. Mùa hè đi biển là mùa rất dễ gặp người chết đuối. Do đó anh sẽ dạy cho các em cách thức để cứu người bị ngạt nước. Chết đuối gây ngạt á, có thể là do nước tràn vào phổi, hoặc là nước tràn vào cổ họng, gây ra là co thắt cổ. Vì vậy mà nó làm khít hẹp đường dẫn khí. Do đó khi cấp cứu chết đuối á, chúng ta không được để mất thời gian vào cái việc lấy nước ra khỏi phổi của nạn nhân. Mình lấy nước ra xong rồi thì nạn nhân sẽ ổn hả anh? Không. Rất nhiều người lầm tưởng như vậy, nên dẫn đến nhiều cái chết rất là thương tâm. Nếu mà họ bị ngâm lâu trong nước lạnh
thì mình phải làm gì anh? Nếu như nạn nhân đã bị ngâm lâu trong nước lạnh thì rất có thể bị hạ thân nhiệt. Do đó trong trường hợp này phải chú ý giữ ấm cho nạn nhân. Vậy mình phải làm gì để cứu người bị ngạt nước khi mới được vớt lên hả anh? Để anh làm mẫu nha. Các bạn tập trung nhìn anh dưới quân. Này, người cứu á, dùng một tay lòn dưới lưng nạn nhân, đỡ đầu nạn nhân lên đùi mình. Sau đó dùng tay kia bóp đầu mũi nạn nhân. Còn tay này bóp miệng. Rồi sau đó tiến hành hô hấp miệng. Khi đã đặt nạn nhân trên một mặt phẳng chắc chắn rồi á, thì hãy kiểm tra lại hô hấp và nhịp tim của nạn nhân và chuyển nạn nhân tới bệnh viện gần nhất. Mệt quá. Bây giờ các em hãy thực tập ngay ở bờ biển này. Ai là người biết bơi rồi thì giơ tay cho anh xem. Tốt, chỉ có Hân là chưa biết bơi. Như vậy Hân sẽ chỉ đứng xem thôi. Bây giờ ai sẽ là nạn nhân? Em giả giờ bị ngạt nước để các bạn cấp cứu. Hả? Em cười gì đó? Em cũng là nạn nhân luôn. Trời, em hả? Tới hai nạn nhân lận. Hai chứ. Nam hô hấp cho nam, nữ hô hấp cho nữ. Dĩ nhiên là khi có tai nạn thực sự xảy ra thì điều đó không quan trọng. Nhưng bây giờ là thực tập. Game over. Game over. An, em xuống làm nạn nhân đi. Em... Vụ gì nữa đây? Bạn Hân thì không biết bơi, bạn Chi thì... béo. Thì cũng gần như vậy. Bạn Chi thì hơi to con nên không thích hợp làm nạn nhân. Chỉ có em thôi. Dạ em... Em có chuyện gì khó nói à? Chào chị. Cô dạy cho cháu biết bơi và dặn dĩ giúp chúng tôi. À được rồi, anh chị cứ yên tâm. Con ở đó tập bơi rồi hè, để dẫn đi tắm biển nha. Chào cô. Chào anh chị. Chị em sợ lắm hả? Thôi em đừng sợ. Lần đầu khi em rơi xuống nước em sẽ sợ như vậy thôi. Cô cứu em lần này, lần sau em không sợ nước nữa. Thực ra
thì cô giáo không hẳn đã sai, nhưng chỉ có sai phương pháp sư phạm thôi. Anh xin lỗi, anh không biết. Dạ, không có gì đâu anh. Hoàn toàn không đúng anh ơi. Giáo viên không được làm như vậy. Nếu học sinh đó bị bệnh tim hoặc là bị gì đó thì tiết trời đó sẽ bị ra tòa ngay. Việt Nam chứ không phải nước Anh đâu bồ tèo ơi. Thôi, Duy xuống làm nạn nhân trước đi. Nam, chuẩn bị cứu bạn. Tất cả đứng lên. Rồi, Duy cứ động cho kỹ đi. Không được chủ quan đó nha. Rồi, xong rồi. Xuống đi. Để lên. Nam, xuống cứu bạn đi. Tưởng tượng là có người sắp chết đuối đang chờ em cứu, biết không? I can. Cái người chết đuối này á cứ giật giật làm em cứu không có được. Thôi được rồi, bây giờ tập trung nè. Tới lượt Nam làm nạn nhân cho Quân. Xuống này cấp cứu, xuống cứu bạn. Nào, em xuống đi. Ok. Nhanh Quân. Em sao vậy? Em không thích. Qua đây. Đâu rồi? Bí mật. Bình thường đâu có vậy. Em hết nghiện rồi mà. Nhưng mà em không thích xuống nước. Em đừng làm vậy. Hay là em lén nghiện lại. Hả? Anh đừng có xúc phạm em như vậy. Em nói là em không có nghiện lại đâu. Vậy sao anh sợ nước? Em đã nói với anh là em không thích xuống nước mà. Bây giờ anh đừng có hỏi nữa được không? Nếu em không tái nghiện thì cứ xuống nước. Một lần qua được thì mỗi lần qua em làm được mà. Bây giờ làm anh nha. Qua nè, đưa tay về phía trước, hoạt ra sao đó, đưa về phía trước, hoạt ra sao đó. Tốt lắm. À, đưa về phía trước. Bạn biết đẹp quá sao? À, bình thường thôi mà. Mình khen thật lòng đó. Cảm ơn bạn nha. Mà nè, bạn nói tiếng Việt dễ thương tiếng Anh đó. Đưa lên, quạt xuống, kết hợp đều. Đạp chân, rồi đúng rồi, quạt tay. Hân ơi, quạt tay, rồi đạp chân. Nghỉ chưa? Rồi, được rồi, bữa nay tập như vậy là được rồi. Nghỉ chút đi. Ờ, các bạn nghỉ chút đi. Bây giờ anh phải đi công việc, lát anh quay lại. Mình thấy bạn học say mê lắm á. Ước gì mình có được niềm say mê như bạn.
Tại em bị sợ, sao mà say mê được chứ. À, mình có một bí mật nè, mấy bạn có muốn nghe không? Nói đi, không nói sao nghe. Đừng có buồn nữa. Hay để Hân xuống tập bơi tiếp ha. Công nhận nha, Hân dũng cảm thiệt á. Vậy là bạn đã trả xong món nợ hồi đó rồi. Tôi không ngờ là tôi bơi được luôn á. Ý Hân nói là Hân thông minh phải không? Đừng có tự kêu à nha. Ngu thường thường, thông minh độc xuất. Sao bạn nói tôi ngu? Trời ơi, tôi nói đùa á. Lại có thêm một người không biết đùa nữa rồi. Tôi đâu có ngu thường thường đâu. Tôi chỉ ngu thường xuyên thôi à. Mình mệt quá à. Lại có thêm một người thích đùa nữa. Sao vậy em? Ở đâu vậy? Đâu? Nè, đỡ chưa? Trời, bệnh của An giống y chang giả bộ vậy. Mình suốt chết cũng tại vậy á. Hồi nhỏ mình hay giỡn lắm, nhưng có một lần đang giỡn thì lên cơn. Mọi người ai cũng tưởng mình giỡn hết á. Từ đó mẹ mình không cho mình giỡn nữa. Mẹ nói lỡ như không ai cứu kịp thì tự nhiên chết lãng xẹt luôn. Hàng chi thấy An ít giỡn. Quay, đi chơi đi. Ủa, hôm nay không chơi game nữa hả? Người ta không có lên, chán quá à. Nếu đi thì đi đâu vậy? Ra phố chơi đi. Ở đây như ở tù á. Quay, ông kia đâu rồi? Ông nào? Ông lớn hay ông nhỏ? Ông nhỏ chứ ông lớn đâu đây? Không biết.
Chút nữa tụi mình đi chợ nha. Chi vậy? Tại sâu chuỗi hạt trai của mẹ mình á bị mất một hạt, nên mẹ mình chỉ chỗ cho mình tới mua. Nhưng mà sao không mua ở Sài Gòn? Mẹ nói ngọc trai Sài Gòn phức tạp lắm, khó phân biệt nữa. Mà sâu chuỗi này là của hồi môn của mẹ mình cho mình, nên là mẹ muốn nó phải hoàn hảo. Mẹ bạn lo xa quá ha. À, hay là có bồ rồi. Đừng có giấu nha. Làm gì có. Đó là của bà cố để lại cho bà ngoại. Bà ngoại để lại cho mẹ. Mẹ để lại cho mình. Rồi An cho con gái của An. Con gái của An cho cháu của An. Cháu của An cho chắc của An. Cho chắc của An cho chích của An. Sao chuỗi đâu rồi? Lấy cho tụi mình coi đi. Lấy ra đi. Ơ mà nhắm mắt lại đi. Tại của hồi môn mà, phải làm cho long trọng chứ. Nhắm mắt lại đi. Thôi được rồi. Sao kỳ vậy? Làm rơi trên xe. Không có đâu. Túi có dây kéo mà lại có khóa. Mà sao chuỗi cũng đâu tới nỗi nhỏ mà để rớt ra ngoài không hay. Vậy mất ở đâu? Mất hồi nào? Hỏi tôi biết hỏi ai. Nín đi An. Nín đi. Bình tĩnh. Nhớ lại. Bực quá. Khóc hoài à. Để tôi suy nghĩ cái coi. Bây giờ An nhớ kỹ coi. Lúc về phòng có thấy ai trong phòng không? Không. Nhớ kỹ lại lần nữa coi. Đúng rồi. Có hai người dọn phòng á. Hai người đó đang làm gì khi An vô phòng? Một người thì đang ở trong toilet. Còn một người á thì đang dọn dẹp ra giường. Người dẹp ra giường đứng chỗ nào? Trời, bạn hỏi nhiều quá là mình rối. Bạn như công an điều tra vậy, sao mình nhớ nổi? Không nhớ nổi thì cũng phải ráng nhớ mới tìm được chứ. Trời ơi, y chang như thám tử Conan vậy. Xách gối đầu giường của tôi mà. Nhớ ra chưa? Hình như là đứng ngay chỗ chị đang đứng nè. Đấy hả? Đi theo tôi. Tôi sẽ hỏi cho ra lẽ. Đi. Đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Đi. Tôi đi được không? Càng ít người càng khó bị nghi ngờ. Hơn ở nhà coi chừng phòng đi. Chờ tin của tôi nha. Mình đi.
Thôi đi về đi. Tới đây rồi còn dễ gì nữa. Sợ. Trời ơi, tụi mình có làm gì mà bạn sợ. Gõ cửa đi. Thôi mà. Gõ đi. Dạ cô ơi, bạn con ở phòng 506 cô, bị lạnh cô. Cô có thể cho tụi con xin thêm mền được không cô? Nghe em đợi một chút. Dạ. Dạ. Ây da, đau bụng quá. Ây da. Chị làm sao vậy? Đau bụng quá cô ơi. Cháu bị sao vậy? Sao vậy? Tự nhiên đau bụng quá cô. Vô đây cô con sao cái đã. Ây da, đau bụng quá. Cho nằm chờ một chút để cô đi lấy chai dầu cái đã nha. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Ôi da, đau bụng quá. Ây da, tự nhiên thấy lạnh quá cô ơi. Con chờ chút xíu để cô đi lấy cái mền cho con nha. Kỳ lạ vậy. Để cô đi gọi bác sĩ nha. Vậy thôi cô, phòng cháu có thuốc đó cô. Thôi cháu đây coi chừng bạn. Dạ. Để cô đi lấy thuốc ha. Ủa, mà phòng cháu còn ai ở trong đó không vậy? Dạ, còn một bạn nữa. Dạ, bạn đó bị câm rồi cô. Thôi thôi, để cô đi lấy thuốc cho cháu nha. Ủa, mà bạn cháu bị câm có bị điếc không vậy? Dạ, điếc luôn rồi cô. Chứ đau bụng quá. Thôi chị cháu nằm đây một mình nha. Cô với bạn cháu đi lấy thuốc cho cháu nha. Dạ. Lấy thuốc nhanh lên, chai thuốc màu đỏ. Nhanh. Lang thang trong màn đêm. Trái tim mềm yếu kia vì sao nhói đau, cố quên đi niềm riêng chất đầy. Lê đôi chân buồn bã tìm ai sẽ chia, nhưng không gian lặng yên vô tan. Chợt có ánh sao nhẹ lướt bên nhau, tìm thấy nhau.